với các cái hội chứng của cái cổ vai gáy nó có thể nó sẽ đau thêm đầu nữa. Các bác sẽ bấm cho cháu thêm cái huyệt bách hội. Bách hội cái là 100 cái đường kinh nó sẽ tụ hội vào đây, gọi là bách hội 100. Thì bác sẽ tính cho cháu này, từ cái đỉnh vai bên, đỉnh tai bên này sang đỉnh tai bên này này. Và từ cái sông mũi này này kéo về đằng sau, nó sẽ giao nhau đúng ở điểm giữa của dấu cộng. Như chúng cháu lấy quen thì cháu sẽ bấm như này, đặt ngón tay vào đây, đặt ngón giữa vào đây, xong bấm ngón tay cái lên trên thì nó vào đúng ở giữa đỉnh đầu. Các bác lần nhẹ nhẹ khẽ khẽ thôi thì nó sẽ có một chút lõm, điểm lõm nhẹ nhẹ thôi. Có thể mình lấy đấy, như các bác áo kẻ kia là lấy là đúng đấy, đấy thì là bác tự bác day cũng được nhé. Thì bác day nhẹ bởi vì là cái hội chứng của cái cổ vai gáy này thì nó có thể là nó gây ra chèn ép, nó gây ra thiếu máu não, nó gây đau đầu, thì có thể là mình day thêm cái chuyện này bách hội. Cứ day đều cho cháu là từ trái sang phải, cái này day khoảng 2-3 phút cũng được, day đều đều nhẹ nhàng thôi. Cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu ấy, những bác nào huyết áp cao là không dùng nhá. Sau đó thì có thể các bác day thêm cho cháu cái huyệt ấn đường cái này giữa hai cung lông mày. Và mấy cái huyệt này nó đều có tác dụng lưu thông khí huyết. Khí huyết nó lưu thông được thì nó sẽ giảm đau rất tốt. Sau đó thì các bác bấm cho cháu cái huyệt thái dương nhá. Thái dương đều hai bên nó sẽ có cái huyệt thái dương thì ở cuối cái lông mày ra ngoài một chút, khoảng 1 cm nó có cái điểm lõm ấy này. Thì các bác cũng day cho cháu hai bên này. Hai bên này như chị này ở hai bên này cháu nếu mà bấm ở nhà, nếu mà tự chúng cháu bấm cho bệnh nhân thì sẽ bấm cái này hai bên hai tay được luôn hai huyệt. Chị có đau đầu nhiều không? Sau đó có thì các bác có thể bấm thêm cho hai cái nghinh hương này, những người nào mà bị thêm nhiễm lạnh nó ngạt mũi bấm hai nghinh hương sát cánh mũi, bấm đẩy nó vào trong một chút, đẩy cho cháu vào trong đấy, đúng rồi, đẩy cho thì nó nhẹ được cái vùng đầu cổ mặt, xong rồi nó nếu như có ngạt mũi thì nó sẽ giảm được lưu thông được cái mũi này, nó sẽ giảm ngạt mũi là chảy nước mũi, nó cũng bấm huyệt này rất tốt. Ấn đường này. Nếu còn bác nào mà yếu nữa thì bấm cháu thêm cái nhân trung, thêm mệt mỏi nhiều bấm cháu thêm nhân trung này nữa. Nhân trung này huyết áp cao tốt nhất nó không dùng. Còn nếu như các bác nào mà huyết áp nó bình thường ấy, nhưng mà khí huyết nó trệ nhiều ấy, nó tê bì đầu nhiều ấy, thì các bác bấm thêm cho cháu cái huyệt này, nhưng huyệt này thì cháu nó để hướng dẫn các bác để cho nó theo một cái cơ học nó dễ nhá. Thì các bác nghiến răng vào thấy một cái điểm phồng ở bên cạnh cái thái dương này, sau này trên tai ra ngoài một chút này, chị nghiến răng thế nào, nghiến vào thấy một cái điểm phồng phồng ở chỗ này thì các bác day nhẹ vào cái đấy, từ từ day, để cả cái gan ngón tay cái này bác day đều vào, bởi cho diện nó rộng ra một tí thì nó sẽ lưu thông khí huyết rất tốt. Và bởi vì cái huyệt này thì nó là cái điểm này nó cái huyệt này nó không phải đặc trưng nhiều, nhưng mà cái kinh nghiệm của cháu nó day vào cái này nó rất tốt, nó ảnh hưởng của cái lưu thông khí huyết rất nhiều và nó sẽ nhẹ đầu rất nhiều. Các bác là khí trệ là hay bị đau lặng đầu nhiều phải làm cái này rất tốt. Các bác tự tìm thấy nghiến răng vào thì hai bên nó có từ chưa đấy. Đấy để mình chọn điểm đúng cái huyệt thì nó dễ tìm hơn, chứ còn cháu bảo huyệt này nó nằm như này các bác làm nó khó lắm. Được, hai bên cứ nghiến vào làm thế nó dễ mà. Chị em nhiễm lạnh rất nhiều. Về lấy củ gừng hãm nước uống ấy nhá. Bây giờ cháu sẽ làm xoa bóp thêm trực tiếp cho chị này, chị ấy cũng đang bị cái cổ vai gáy nhiều nhá, cho làm luôn.
Ở dưới này có đau không? Nếu bác nào mà cánh tay nó dơ khó, các bác có thể mà bấm thêm cái chỗ lõm giữa cái xương bả vai này, có điểm lõm này là cái thiên tông, các bác bấm thêm cho cháu này. Nếu bấm các bác bấm khó thì các bác lấy tay có dây cả này, mà tay lọ bấm vai kia được mà. Đau không? Đau à? Nó hơi đau một chút, chịu khó đau một tí thôi. Hai bên này nó căng quá, của chị nó cơ nó căng quá bởi do nhiễm lạnh đấy. Bây giờ chỉ mong sao nó vận động nó đều, nó không bị cứng, nó không khó vận động là tốt nhất rồi. Còn chị bây giờ chị vận động chị phải cố gắng, chị phải giữ những cái tư thế nào nó phù hợp nhất, chứ đừng cố và mang vác cái sách nó phải đúng tư thế, không nó sai cái tư thế là nó giãn dây chằng nữa nhé. Bây giờ chị tự thử bóp ra xem nào, thử bóp từng tay một cho tự thử bóp ra nào, bắt từ cái chỗ này xuống thế, nó kéo nan xuống dưới này cho em, thế cứ đều đều như thế xong lại lên. Thế nhưng mà có đề như của chị đang có cái hai cái giải cơ này đang cứng, chị có thể chị lấy tay cái đấy. Thế có thể là tự tay mình bấm tự cái này, ngón tay cái mình xoay vào đấy, hết cái giải này giải dưới đấy, cái này được không, có thấy xoay dễ không?